mình ra được hay á. Còn chơi game nhiều lúc á, nhưng mà game đi nó thường thường ấy, mấy game offline ấy, game kim cương ấy, ngồi xếp 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 nó đâu có người yêu kiếm cặp gì đâu. Ôi trời, vậy vậy biết lại cuốn này ngán quá, giờ mới ngồi biết lại đầu. Ủa nào cô dạy lại ta? Không biết nè. Hôm nay cô dạy cho được không ạ? Làm là xong có việc giống như cô cũng ngon. Hả? Khi nào mà có việc giống như cô cũng ngon. Nói cho nhiều người đang làm kiểu này kiểu trời đó. Thấy hai được. Không biết mình gì thế nào. Từ mình mới đi làm nha. Thế tại mình giờ đang trong tay mình chưa ra làm thế bước. Thấy chưa ra làm. Trước sau cũng làm rồi. Sợ đã nghiệp những người con số cùng giờ ra đi làm lại. Thất nghiệp là do nó chê lương thấp nó không đủ làm đúng không? Mình không biết là do lương thấp hay là không có làm dần dần. Tuần trở những lần ra đi xin mở ngay không hay thèm. Cái bọn nó là nó chê lương thấp tại vì giải nó làm sướng quen rồi lương nó 7-8 triệu gì ra ngoài có 3-4 triệu nó không chịu nên nó làm từ từ nó mới lên. Nghĩ chứ tuần đấy 3 triệu rồi người ta nhận vào mừng lắm rồi kệ đi làm từ từ 90 điểm mới lên không cuối cùng là mấy thằng nó hay tránh anh như anh chủ tuần ở cung phần ấy nó đầu ra làm 4 triệu mấy làm biết bây giờ được 5 triệu mấy rồi mà nó làm những gì xây dựng dựng ra thế tổng đùa tổng đối nắng thì chiều như ra anh đi có sang nó về à chưa sang nó mang sim nó học rỗi nhá ra rỗi tổng đùa chứ nhiều lúc á tổng nghĩ không ra mà tùy với đức minh thì không minh cái tập thế nào không minh nó thấy lớp mình có kém không mà sang đâu có học nhiều cái gì đâu học chơi là không có xem nha không minh sang không có xem tự nhiên chứ mà biết lo được đấy trở về mai mốt được lo cái gì rồi cùng lắm chủ yếu là người chơi game thôi mà chào á ngồi cứ mầm mò cứ nói hoài mầm mò hoài chi chứ sẽ chơi game hoài đấy làm đi không sao nó xin nó lỗi nó không bình nó không bình với lại bài vừa rồi bài của thu ấy là tùng nó sang rất hoài đó anh nhầm ấy rồi dù nó có làm gì đâu làm chứ nó đâu được à dù nó không được mà nó học cái đó thì cũng không phải rồi như thu á thu nó chặt hơn nhiều lắm nha thôi may mắn lắm là sao bây giờ biết sao làm đồ án công nghiệp mà gặp với cô này mà cô kêu có biết ra không biết ra thì lên gặp cô cái gì cô biết cô làm được cô chỉ mà không biết được nữa là cô nhờ người giúp cô này cô thư thư hả ừ tao biết rồi mà cô dạy cũng dạy bé mà ừ cô người bắc á mà gặp cô một người bắc á thì nhìn mến nhau sao ấy chứ cô mến hồ lắm ra cái dữ liệu là nói chung là không cô nó không bám cô gấm nữa luôn không bám cô gấm nữa chứ bây giờ cô gấm dạy cô nó không hiểu lắm có thấy không thì cô nó không hiểu về nhà nó là sự thật hỏi sang lý là nó học nó chắc chỉ sang học được nhưng cô được thừa cái con gì mà con gì mà nhà đau đó con yến học yến con yến chắc nhà giàu lắm mà thế đổ điện thoại đổ những cái gì mà nhà không được đổ lên nhà chơi nhà bán làm gì bố mẹ làm gì bố mẹ bán quán thôi bán tạp hóa hả thế đổ điện thoại những gì nhà cũng được thấy nhà cũng có mê bố cô chơi gần nhà gần
nó ngay cửa trường sĩ quan công binh đó. Nè, cái đó luôn. Ừ, cái đó luôn. Có phải là bố là quân đội à? Không biết. Không biết cái khu sĩ quan công binh là toàn quân đội không à? Không biết. Vậy ông làm ở trong quân đội. Không biết nữa. Đất đất của quân đội không? Nhà nước đất. Lúc trước ở nhà sáu á. Bây giờ chuyển cái chỗ đó ở. Thấy nó hẳn ngồi chơi từ đầu cuối mà nó hẳn chưa lĩnh qua. Không như tại vì nó học thằng Dương Cúc á. Thấy thằng Cúc nói cho Dương Cúc nó cũng biết lo. Biết lo thôi. Nhưng mà Cúc mà có sàn. Nó là Dinh đưa về. Nói cái gì mà có sàn nó nhanh. Khôn hơn đấy. Khôn người chứ. Khôn hơn. Khôn nó thật. Nó là khôn nhất luôn. Chưa biết ai với ai à. Tôi nhưng mà mà ra đời nó không biết được. Thấy mà sàn khôn hơn Cúc nhỉ. Khôn, cái gì chơi con nít. Con nít đi qua thì nó con gái hay vậy thôi. Nhưng mà thấy đúng không? Sao nó khôn lên nhiều nó mới ứng xử đúng không vậy? Sao sáng nó to thì dám sao sáng nó hay được. Cho nên tôi thấy con sàn nó nhằn. Đi, hỏi đi. Từ từ gấp này nhật này. Nay làm gì? Về được một làm bài cái này chứ. Kể từ từ giải ra không được. Tôi cũng giải cho bữa rồi ngồi 3 giờ sáng. Cậu cũng giải mấy câu, tôi chưa giải câu nào nè. Giải nè. Chưa giải nhưng mà ngồi toán biết rồi. Đúng rồi, làm kẹt kẹt còn Tùng phải ngồi nghiên cứu cái video của toán rồi kìa. Chiều giờ ngồi rồi. Làm sao mỗi lúc là tôi để tôi chỉ cho anh xong luôn chứ. Chứ tôi chỉ tí là còn xong cái video à. Không, Tùng coi rồi, Tùng coi mấy đó coi hết rồi. Chiều giờ ngồi coi đâu có nhiều đâu mà. Thì sự nó không có gì nhiều thiệt. Mà đó là tôi không có chỉ nhiều đó, tôi chỉ những cái gì thầy dạy đó. Kể gì đó thì đó. Mấy phút nè. Coi hỏi gì à, bây giờ nó bắt đầu từ cái đơn giản, cậu muốn hỏi từ cái đơn giản tiếp hay hỏi phức tạp tiếp? Hỏi đi, hỏi cái đơn giản. Hỏi cái gì, hỏi cái gì, hỏi đi. Tại vì cậu theo thì hồi này cậu cũng biết tôi không biết cô gắm không chỉ, tôi không biết. Tôi hỏi cô, cô cứ qua cô không chỉ. Cô nói cô bạn suốt rồi. Đây nè, cái này là cái gì cậu có giải thích vậy? Tôi nói thật, tôi chỉ hiểu như thế này, tôi biết là nó tải trên cái lát này. Và đây là cái tên bảng này, cái tên bảng với cơ sở dữ liệu đúng không? Ví dụ như mình có cái bảng cuối trang đúng không? Thì nó cái bảng là cuối trang. Hoặc là ở đây có cái bảng tên là người dùng à, được chưa? Thì ở dưới cơ sở dữ liệu mình nó cũng có cái bảng tên người dùng. Nói có mách, sách, mách, có chứng được. Tôi nhớ cái đó đồng hiểu mà. Nhưng mà tôi không hiểu. Tôi bị coi mà nó có chính xác hay không đó. Hỏi thôi, hiểu câu hỏi đó. Ừ, đây nè. Đó, cái tên là người dùng đây. Thì có thể là cái chỗ này là chính là cái tên bảng dưới cơ sở dữ liệu không? Đúng, chính xác à. Chứ còn cái chỗ trống là cái chỗ nó bị làm gì vậy? Cái chỗ trống đó hả? Cái chỗ trống đó thường thường á là bỏ trống nhưng mà cái đó gọi là truyền vô. Nó truyền cái gì vậy? Không không, cái đó không có truyền gì hết á. Nhưng mà bắt buộc nó phải có chỗ trống, khoảng trống gì đó. Mà để làm cái gì vậy? Cái đó hả? Không biết thôi, ta bỏ qua có gì đâu. Thì sự là không biết. Ờ thì cứ nói là cậu biết, cậu cứ giải thích tôi, tại tôi không biết nó hỏi. Rồi. Ở đây tôi chỉ thì hiểu được là cái đây là cái này là cái tên bảng cái cơ dữ liệu. Cái tên bảng thôi. Cậu biết cái chữ chữ bay là nghĩa là gì? Giống như là học cái chữ red thôi. Bay red nghĩa là phương thức với lại cái phương thức truyền vô ngay cái bảng đó đó. À, giống như cái từ red á. Giống từ red như vậy nó là hai phương thức gì ta? Quên mẹ, tôi không nhớ có hai phương thức, tôi quên rồi. Hai nó có hai phương thức đúng không? Hai phương thức à? Là cái gì ta? Cái một cái có toán tử với cái không toán tử, nói chung là tôi còn nhớ thêm cái con dao để thích nhỏ đó. À, như cái global phương thức với lại cái gì đây? Biểu cái gì? Red là có tính toán hay gì đó đúng không? Red là cái đằng red á. Khi mà nó truyền cái tham số cái gì mà nó khai báo ở phía bên global. Mà nó sẽ truyền cái là nó ở bên cơ sở dữ liệu ấy à. Nó có cái đó mới dùng đây mà sao quên đúng không ta? Tôi không nhớ nữa, tôi không biết, nói chung là tôi không nhớ nữa, nên bởi vậy tôi hỏi mỗi cô gắm cũng cứ nói cô bạn biết cuối cùng cô không chỉ tôi mà không biết như nào. Cái đây á thì nó giống nhau hết à, nó giống nhau hết, cứ khai báo là nó giống như là cái phương tiện vậy thôi. Rồi để kết nối vậy thôi. Rồi nếu mà rồi thì cứ bỏ qua chỗ này đi. Còn cái chỗ này, cái chỗ string lệnh đọc là mình sẽ tạo ra, cái này là mình tạo ra này. Ừ.
tạo ra một cái biến mới này. Ừ. Nhưng mà cái biến lệnh đọc là cái chỗ là string, tại sao mình phải tạo ra biến lệnh đọc ở biến đó? Cái đó hả? Cái đó thì nó để nó đọc được cơ sở dữ liệu thông qua cái lệnh đọc đó là cái mình truyền vô mấy cái mà mấy cái ví dụ như mình cái màn hình đó, cái màn hình trang web mà nó có ví dụ như để nó xuất bản cái data review đi mà mình truyền vào cái đó để nó đọc cái bản này, nó theo cái này lên trên cái màn hình web mình đó. Như vậy cái lệnh đọc có chức năng là nó sẽ đọc dữ liệu từ cái người đọc thôi. lên cái review mình đúng rồi. À, như vậy là tôi hiểu cái chỗ trống rồi. Cái chỗ này này là nó là tôi vừa hiểu ra thôi. Còn cái chỗ này là dùng để lấy cái bản, cái này dùng để lấy chỉ ra cái bản đọc. Đúng rồi. Bản đọc dữ liệu. Cái chỗ này là cái câu lệnh để đọc. Đúng rồi. Cho nên là cái chỗ này này nó trống nè, để chút nó trừ để lấy thằng này vô nè. Được, nó để dùng lệnh đọc nó chuyển vào đây này. Còn cái này này là nó nằm ở đây. Này. Đúng không? Cái đó tôi không hiểu, không hiểu cái đó. Cái này chỉ phải là cái chỗ này. Nghĩ nó là một cái phương tiện thôi. Để đọc, để nó đọc thôi. Còn một cái nữa là cái gì nữa? Mình có thể nói là lệnh đọc, lệnh viết, nói chung là đặt cái tên thôi, cái tên thôi. Đó, mình nghĩ đó. Nhưng mà mình đọc cái lệnh đọc tức là để nó đọc dữ liệu từ cái bản này ra này. Đúng rồi. Để lên cho nó. Thay vì mình gọi cái bản ra thì nó tóm tắt lại cái lệnh đó thôi. Rồi, vậy là xong đi. Rồi cái bản đọc mà đúng không? Ừ. Đọc bản này, đặng bản này sang đây, giờ mình ra đầu. Đây là cái này cái dễ là xong rồi ha. Rồi cái đọc bản này thì nó đọc bản này nằm ở trong lát cơ sở. Lát cơ sở. Bản đầu. Rồi. Đọc bản. Đọc bản này. Rồi. Tức là đọc sao là sao? Đọc bản. Ví dụ như string kết quả đúng không? Ra kết quả, nó sẽ in ra kết quả. Đúng không? Nó sẽ đổ dữ liệu từ cái bộ đồng ghi này. Bộ đồng ghi ở trên rồi đúng không? Fill là nó sẽ đổ dữ liệu từ cái bộ đồng ghi đâu. Bộ đồng ghi lấy vô cái bộ đồng ghi. Đúng rồi, đó. Để giải thích luôn cho xong cái bộ đồng ghi này. Là nó sẽ lấy dữ liệu là xuống đó, mà bộ đồng ghi này đọc dữ liệu từ đâu về để có dữ liệu được ta? Nó anh này ở trên, ở trên nữa. Ừ, ở trên đây nè. Là từ đây. Đúng rồi. Từ cái nó đây. Graphic này. Là lấy đến từ database. Lấy từ database là dùng cái câu mình lấy hay lấy. Đúng rồi. Dùng cái SQL data adapter là đọc dữ liệu từ database lên. Ừ. Đó là bộ đọc ghi, đó là phương tiện thôi. Nói chung là mình khai báo một cái phương tiện thôi. Sau này mình gọi đến nó thôi. À, rồi tôi hiểu. Chỉ là mình gọi đến nó thôi. Mình không phải khai báo bên kia cho nó mệt á. Để tôi hiểu sơ nè, có đúng hay không nhá. Ví dụ bây giờ cái mục là bộ đọc cái mặc định là nó sẽ đọc dữ liệu lên. Mà nó sẽ đọc bằng cái hàm này. Đọc dữ liệu từ database lên bằng cái hàm này. Rồi, đúng không? Từ cái SQL data adapter này. Rồi nó đọc xong thì nó sẽ truyền vào cái bin này. Không, cái đây là cái phương thức nha. Cái này là cái phương thức mình khai báo cái phương thức đó ra. Là bộ đọc ghi ha. Rồi xuống dưới. Mình sẽ tạo cái này nó sẽ gán giá trị. Gán giá trị là bộ đọc ghi nó sẽ đổ ra là bộ đọc ghi á. Cái này là bộ đọc ghi xuống coi. Lít vô đây coi. Lít vô cái bộ đồ ghi trên. Nó sẽ khác. Lít xuống. Nó có chạy xuống như chừng này nữa. Xuống này. Xuống nữa. Bộ đồ ghi này lên đóng mà. Bộ ghi. Không, lên đi. Lên. Lên nữa. Rồi. Cái bộ đồ ghi đang khác nha. Bộ đồ ghi này là cái tên, là cái tiêu đề thôi. Đúng rồi. Còn cái bộ đồ ghi này cái giống cái trên kia kìa. Đúng không? Cái trang kia. Nhưng mà bây giờ hai cái này á, thì nó dùng cái nào trước, get trước hay set trước? Không, ở đây get, lúc get. Nó đọc dữ liệu lên là nó đọc cái nào, nó dùng cái nào trước, dùng get trước hay set trước? Get hay set gì nó dùng get trước chứ. Get. Dùng get nó sẽ chạy ra là return giá trị, nó sẽ chạy ra cái giá trị cái đó về giá trị. Còn sau đó là nếu mà dùng một câu gì đó nữa thì nó sẽ gán, tiếp theo là nó sẽ gán bằng cái giá trị đó. Nó có hai trường hợp là nó chạy ra giá trị, còn trường hợp thứ hai là cái đó nó sẽ được gán bằng giá trị. Là sao là gán chỗ này chỉ mà hai cái câu này thì dùng câu nào trước, get trước hay set trước? Get trước, nó return trước. Get set, set là cái giá trị. Get
đọc cái giá trị trước à, của tùy thân là nó trả về chứ, nó trả về cái bộ đọc viên là xét trước chứ. Xét là mới lấy cái giá trị bằng đó là này, xét bộ đọc viên bằng cái giá trị này rồi nó mới trả về cái đó của tùy thân. Không hiểu là sao ta, cậu giải thích lại coi cái phương thức ha. À. Nó sẽ khai báo cái ở trên là bộ đọc viên xuống dưới mình, nó sẽ get set là gắn giá trị đúng không? Set là gắn giá trị, còn get là nó sẽ thực thi cái lệnh duyệt qua nè. Set tức là cái giá trị của bộ đọc ghi này nó sẽ bằng với cái đây này như vậy là đúng không? Nhưng get như vậy là get là đọc cái giá trị, nói chung là nó chạy ra trước. Get là còn nó có thay đổi gì đó thì nó sẽ gắn ngược lại set. Ờ, nó trở qua lại không phải get đúng không ta? Tôi theo như tôi hiểu đây này, get này nè là nó sẽ chọn cái trong cái bộ đồng ghi đó, nó lấy cái dữ liệu từ cái bộ đồng ghi trên đây chúng này đúng không ạ? Nó rồi, chạy ra xong nó sẽ có một cái giá trị là value này, có một cái giá trị nào đó. Rồi nó mới lấy cái giá trị này, nó gán lại cho cái thằng này này đúng rồi, cho cái thằng bộ đồng ghi này. Cái đây là trường hợp cho nó đổ ra nha, cái trên nó đổ ra, còn cái dưới là mình sẽ ghi vô cái đó, ghi lên nó đổ ra lại đổ. Nhưng mà tức là cái giá trị ở trên này này là nó sẽ đổ lên cái giao diện web của mình hay là đổ xuống cái database? Đổ lên giao diện web chứ. Cái trên là vì thân là nó trả lại, trả ra đúng không? Đúng rồi. Trả ra. Đúng rồi. Get là xuất ra. Get là xuất ra. Get là nó chạy ra từ cơ sở liệu chạy ra ngoài. Rồi. Là đi ra đúng không? Đúng rồi. Là đi lên trên kia. Đúng rồi. Còn cái thằng này là nó lấy dữ liệu lên. Như vậy nó lấy thằng như vậy thực hiện câu lệnh set trước rồi câu lệnh get lấy sau. Đúng không? Tại vì nhá, sếp nó có lấy dữ liệu được rồi thì thằng này nó mới đổ ra được, cái nó chưa lấy thì lấy gì nó đổ ra. Còn toán cứ xét cái trường hợp mà mình lại dữ liệu nó có rồi sao? Dữ liệu nó có từ trên cơ dữ liệu mình nhập xuống thì nó không? Thì tên nó ghép trước. Nó có rồi là sao? Tức là bây giờ ví dụ như mình nhập thẳng vô cơ sở dữ liệu đúng không? Mình nhập tên toán cùng người trước đây. Rồi hiểu rồi. Đó nhập thì nó phải đi tên trước chứ, nó ghép trước chứ. Còn ví dụ như toán nhập vô phút vô sau thì nó phải xét nó gán giá trị vô sau nữa. Như vậy đây là trường hợp ngược lại. Ngược lại đúng không? Ngược lại nếu mà dữ liệu có rồi á thì là nó mới xét cái giá trị ở dưới. Ủa sao? Có rồi là sao là đừng có lại thôi. Ví dụ như trong cơ sở liệu có rồi ha. Thì nó chỉ cần show lên thôi. Đọc ở dưới show lên thôi. Thì nó dùng con nào trước? Dùng get trước xét trước tên. Phải chạy trước chứ, phải chạy cái đó xong xuôi là nó chuyển cái toàn bộ cái sự việc chạy lên trong web mình đó. Đúng rồi đó. Rồi sau đó ví dụ như có thay đổi gì đó đúng không, ví dụ như toán ép thêm một cái tên nào đó trên cơ dữ liệu trên giao diện web hay trên giao diện trên giao diện xuống trên giao diện web ấy ép một cái tên nữa thì nó gán cái mà cái chỗ mà cái ô á nó gán có cái gì xuống đập xuống nó ghi xuống ở dưới cái sự việc mà nó ghi xuống bằng một lệnh set này. Vậy nó có hai trường hợp ngược lại nữa. Có rồi thì lái lên ngược lại. Như vậy nếu chưa có thì nó cũng vẫn nếu như chưa có thì là nó đọc cái này trước. Tức là nếu mà dưới cơ sở dữ liệu nó chưa có thì mình có lệnh xét trước. Ok đây còn đây cái nào ạ? Cái câu public SQL data double public string. Khác nhau kìa. Đúng rồi. Mỗi cái là nó phải khác nhau, đúng không? Ở trên này nè. Ở trên này nè. Cứ private string ha. Rồi SQL connection data adapter string string. Thì xuống đây nó cũng vậy. Mới đầu là SQL connection adapter string string. Vậy ha. Thì nè, mới đầu nha. Mình sẽ khai báo nó ra. Sau đó mình xét hai trường hợp là một là show lên, hai là gán giá trị ghi xuống. Đó, cái này được show lên. Rồi. Đó, đúng không? Rồi. Mỗi cái nó đều có một cái riêng. Cứ mỗi lần mình dùng là mình sẽ gọi đến thôi, chứ mình không cần phải tạo nữa. Rồi, tiếp theo, ghi lên là get return kết quả. Ban đầu mình sẽ cho nó là return. Return là mình ghi lên hả? Ghi lên mình là làm đưa lên mà dưới mình đưa lên trên web. Trên web là dùng get. Rồi tiếp theo nếu mà có sự sửa đổi gì trên web thì nó sẽ gán giá trị, nó sẽ chạy xuống và nó ghi xuống dưới. Tức là cái giá trị value tức là lấy từ trên kia bộ xuống dưới hả?
là set, tức là set là nó sẽ lấy từ trên bộ xuống dưới lại. Ừ. À, rồi. Có giải thế không? Đã theo theo Tùng. Tùng nghĩ cái code, Tùng nói chung là Tùng biết, Tùng nghĩ là nó y chang vậy. À. Xong chưa? Rồi. Còn gì nữa không? Có, hoàn lại, chưa có. Mà cậu có biết là ví dụ như bây giờ cái này là khai báo biến gì đây? Cái này là khai báo gì? Private và public nó khác nhau private nào? Là mình xài cái gì đó? Private với public là khác nhau như thế nào đúng không? À. Private là nó sẽ dùng cho một cái, nói chung là cứ cái nào mà nó có bộ độc quyền là nó sẽ dùng à, đổi dữ liệu thì nó dùng còn nếu mà chuyển qua khác, chuyển qua cái khác, ví dụ như private, nói chung là private nó dùng cho cục bộ ha, nó dùng cục cho bộ là sao? Thế người ta gọi đến, người ta gọi đến thì dùng còn public không cần gọi đến nó vẫn dùng. Ví dụ public nha, public này nha, nó dùng là toàn bộ trang web đúng không? Ví dụ như cái này đi, cái này nó được nằm trong public này, thấy chưa? Nó được dùng một cái đúng không? Thì toán ở trong bất kỳ trang web nào, bất kỳ cái trang khác, cái trang nào ở trong cái C đây là gọi lại được, là gọi là không cần gọi nó vẫn được, không cần gọi cái gì hết nó vẫn chạy, hiểu không? Mình ưng, nói chung là cứ tác động để có cái chữ chuỗi kết nối này là nó sẽ chạy. Nói chung là mình chỉ cần thay đổi một cái đây thôi. Còn public còn private nó sẽ dùng cho cục bộ, tức là chỉ mình cái trang này xài được, không trang khác không xài. Không phải là một mình trang này xài được hay không xài được, nhưng mà mình ví dụ như mình gọi đến chuỗi kết nối đúng không, chuỗi kết nối thì nó sẽ chạy chuỗi kết nối không à, kết nối thì nó chạy kết nối không à, bộ đọc ghi thì nó chạy bộ đọc ghi không à. Còn ở đây nó dùng ở mọi nơi mọi lúc luôn. Ví dụ như trang dùng chung đây đi, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây hay nó nằm ở đây thì nó đều dùng được hết. Nó nói chung là cái câu đây nè, không phải khai báo lại ở đâu hết á, nhưng mà nó vẫn dùng được. Nói chung là bất ích là nó rộng rãi lắm, nói chung là giống như wifi không có bắt gì đó. Còn private thì nó dùng cục bộ, ví dụ như wifi của công ty thì công ty xài được, ví dụ vậy. À, còn gì nữa? Ủa thế rồi không? Rồi bây giờ cái chỗ này nè, như vậy là tôi hiểu được cái chỗ là bộ đọc ghi rồi. Bộ đọc ghi là chức năng đấy, đấy là đọc dữ liệu và ghi dữ liệu xuống, đọc dữ liệu lên và ghi dữ liệu xuống, nói chung là dài đi. Rồi bây giờ tôi gọi tiếp tới cái chuỗi thứ hai, đó là chuỗi kết nối. Kết nối là gì nữa? Tôi không hiểu. Kết nối đúng không? Bây giờ private SQL connection thì nó dùng cái thư viện này nè. Connection kết nối. Connection SQL data đây. Nó dùng cái này, cái thư viện này. Thì, kết nối, đây là mình khai báo một cái kết nối nha. Private kết nối. Nó làm bằng SQL á. Nó có chữ kết nối đâu như đây. Đây, bây giờ kết nối đâu, cái chữ kết nối đâu, chỗ kết nối đâu. Kết nối đâu. Đây đúng không? Đây hả? Đây. Thì nó cũng giống như kia vậy. Là sao? Bây giờ kết nối nó là phương tiện để kết nối giữa cơ sở dữ liệu với cái web của mình. Là nó phải là chuỗi kết nối chứ. Viết hay đọc gì nó cũng dựa vào cái kết nối. Ở viết ở dưới show lên hay là ở trên ghi xuống, nó cũng dựa vào cái nối đó. Rồi nó viết thì nó show lên, rồi nó ghi xuống. Mà nó kết nối cái gì vậy? Kết nối gì à? Đây này, mà tôi thấy cái chỗ này nó hiện rõ hơn, nếu bạn nhìn đây và khi bạn thấy cái chỗ rồi kết nối đây đúng không? Kết nối đây nhìn đây này, cái chỗ kết nối này nó bằng với đúng rồi mới là bằng đây này. Cái kết nối đây nó sẽ tạo ra một cái chỗ kết nối mới, mà điều kiện của nó là kết nối cái với cái này, cái cơ sở dữ liệu, chính xác là cơ sở dữ liệu bán sách. Chứ không được kết nối lung tung hay là không kết nối. Tức là cái chuỗi kết nối là để chỉ cho cái chỗ mà mình cần kết nối tới cái đường dẫn, cái data bay nào cái gì. Cái này nè, cái chuỗi kết nối là cái mà chính xác, nói chung là chính xác 100% luôn á.
còn cái kết nối đây là cái nối với cái nào, là một cái phương tiện thôi à. Rồi mình gọi đến cái này thôi, thay vì mình không có gọi chuỗi kết nối thì mình cứ mỗi cái private là mình khai báo một cái này, giống như mới đầu mình học á, là mỗi lần mà kết nối một cái bảng nào mình phải kết nối một cái bảng hoặc là một cái trang nào khác á, không phải là bảng mà là cứ kết nối trang nào khác là mình vô ngay cái trang đó mình viết câu này đã đúng không à. Cứ để mở một trang mới là mình vô mình ghi cái chuỗi kết nối đây đã à. Rồi mình mới viết có sao xử lý có sao, nhưng thay vì vậy á thì mình viết một chỗ thôi, rồi mình tới cho mình mở trang khác ra mình gọi tới, mình gọi tới xong mở cái nối cái là nó ra. Ừ. Thay vì viết nhiều lần cái câu này, cứ mỗi lần mà chuyển server hoặc là đổi web á, mà là mình chỉ cần vô ngay lên mình thay đổi một cái đây là nó sẽ chạy. Ừ. Còn nếu mà không có câu này thì cứ mỗi trang vậy, mình có biết bao nhiêu trang web, cứ mấy chục trang web luôn đúng không, mình vô mình sửa, ví dụ có 50 trang web thì mình vô mình sửa 50 trang, còn đây mình sửa một cái thôi là nó sẽ chạy được 50 trang đó. Ừ. Công dụng nó là như thế. Đây này, tôi hiểu rồi. Cái chuỗi kết nối này này, đầu tiên nó khai báo một cái bin này đúng không? Ừ. Thực ra cái bin này nó chỉ là một cái bin thôi. Ừ, đúng rồi, nó cứ cái phương tiện. Nó không là cái gì hết, đúng nó chỉ rồi, là một cái bin thôi. Còn cái thằng này mới là thằng quan trọng. Thằng kết nối với thằng quan trọng. Mà nó kết nối tức là nó sẽ kết nối giữa database với cái giao diện web. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà khi nó kết nối với cái database với giao diện web á thì nếu nó muốn đọc dữ liệu lên thì nó phải cái nó đại đọc. Đúng rồi. Thì nó phải dùng cái câu này nó đọc lên. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà trên kia có sự thay đổi thì nó lại dùng câu này nó ghi xuống. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà tôi ví dụ như bây giờ hiện tại tôi có một cái và đồng thời nó sẽ lấy cái string, cái chuỗi kết nối trên kia kìa. Nó sẽ khai báo biến bằng với nguyên một đường dẫn này, thay vì mỗi lần phải viết lại. Đúng rồi. Thực ra tôi không cần cái chuỗi kết nối này vẫn được. Không cần cái chữ chuỗi kết nối này đúng vẫn rồi. Được. Đúng rồi, không cần. Mà tôi sẽ ghi trực tiếp cái chuỗi kết nối này này vào cái chỗ này. Đúng rồi. Được mà. Được. Còn cái quan trọng là cái chỗ kết nối này này là cái hàm này nó sẽ giống như là nó móc cái cơ sở dữ liệu từ cái SQL nó lôi lên là dùng này, mà nó sẽ dùng cái thư viện của nó là SQL connection. Còn mà nếu mà dùng access thì data adapter. OLDB data adapter gì đó à, đây hả, hiểu không à, đó là thư viện thôi à. Rồi còn gì nữa rồi à, giờ tôi hiểu thêm một cái nữa, tức là thực ra mình có thể sử dụng nhiều database được. Nếu bây giờ tôi ghi là chuỗi là mô hình ba lớp á, nếu tôi dùng cái chuỗi kết nối 1 thì tôi kết nối với database này. Ừ. Còn nếu mà đây tôi truyền một chuỗi kết nối 2 thì tôi ví dụ đây tôi có một cái database cái chuỗi kết nối 2 này. Ví dụ đó. Tôi kết nối 2 đây nha. Kết nối 2. À, thì tôi sẽ gọi vào đây là chuỗi kết nối 2 thì nó sẽ kết nối tới một cái database khác chứ không phải database này. Chỉ có giải thôi. Chỉ có giải thôi. Rồi. Chỉ có giải thôi mà không hiểu. Bây giờ nó mới hiểu không phải. Bây giờ tôi hiểu rồi đấy. Rồi. Vậy là xong cái chữ kết nối rồi đúng không? Cái chữ kết nối chỉ chức năng là kết nối giữa tới database nào thôi. Ừ. Rồi. Tức là khi lấy dữ liệu lên thì dùng get, mà khi mà trên giao diện web có cái sự thay đổi gì thì lại dùng set nó đưa dữ liệu xuống. Đúng rồi. Rồi như vậy là xong cái chữ kết nối này, xong cái chữ kết nối lên luôn. Rồi xong bộ đầu ghi luôn. Rồi cái tên bảng này là cái gì? Nên tôi đã thấy cái tên bảng này. Tên bảng đúng không ạ? Trao đổi mình không biết cả mà. Đã đi hỏi. Tên bảng. À. Thay vì á cái tên bảng cơ sở dữ liệu của top gồm rất là nhiều tên bảng đúng không? À, rất nhiều ở trên đó. Rất nhiều là bảng đúng không? À. Rồi, ở đây nó khai báo tên bảng ngay đây đúng không? À. Cái chỗ này thì nó cũng tương tự giống như là đọc lên thì dùng get, đọc lên thì dùng get, mà chọn xuống thì trên kia có thay đổi gì là set thì dùng xuống đưa xuống với cái bảng. Cái đây hiểu rồi đúng không à. Rồi tiếp theo ở dưới đây đúng không, em khoảng đó nè, tên bảng tức là khi mà dưới là đọc lên thì đọc từ bảng nào đúng không, đúng rồi, rồi khi ghi xuống thì ghi vào bảng nào, đúng rồi. Rồi bây giờ tên bảng bằng p tên bảng này do mình mới tạo này, đúng rồi, tạo ra thôi. Rồi tiếp theo nếu mà cái bảng này khác rỗng thì nó sẽ gọi đến cái bảng mà nó sâu lên, tức là khác rỗng tức là có một cái bin nó truyền đến cái bảng nào đó. Là cái bin là bên cái class à, như vậy là cái bin này này nó nằm ở như bên cái thằng class này, đúng rồi, từng class này class nào đó. Đúng rồi, nhắc là nó truyền xuống này, đúng rồi. Ví dụ class chủ đề thì nó truyền vào đây là cái bảng chủ đề, đúng rồi, thì nó sẽ đưa ra, tức là khác rỗng tức là nó có một cái giá trị truyền vào,
Thì nếu mà cái giá trị đó nó tồn tại á, nó tồn tại thì nó sẽ thực hiện. Thực hiện là nó nói select sao from với cái tới bạn đó. Và nó sẽ bằng cái biến là tên ông cái gì đấy. Lại SQL lại lại SQL đâu nó sẽ truyền vô đây. Nhưng mà cái biến này nằm ở đâu ra nó nằm đây. Nên nó gắn cái tên bảng nó bằng với cái p tên bảng này. Mà cái p tên bảng này là mới xuất hiện đây đúng không? Nó chưa xuất hiện đâu. Đúng rồi. À đây là nó ra này. Nó là nhìn đây phải đảo trên cái hộp. Nó bằng xuống. Nếu mà như vậy tại sao nó không lấy cái p tên bảng này bằng cái này luôn ta? Thì để coi. Tại vì cái p tên bảng này nhá, nó bằng cái này đúng không? Thì lấy luôn cái p tên bảng này bằng cái này luôn đi. Nhá nhìn nhá. Có phải là cái tên bảng này là nằm trên kia thì đổi rồi, nhưng mà cái biến này đúng không? Thay vì mình cái tả thêm cái bước này thì thầy có nó phải có bước này đúng không, thì mình lấy một cái p tên bảng này bằng nguyên cái đường này luôn. Thì toán làm thử được không? Thì cứ thử đi, nhưng mà tuần cứ cái p tên bảng này thôi. Bây giờ mình giải thích trong này không cần biến ngoài đi. Cái p tên bảng này đúng không là bằng với cái biến này truyền xuống, mà cái biến này cái p tên bảng tôi hiểu rồi, truyền vô. Thực ra cái p tên bảng này nó khai báo ra mục đích để cho nó lấy cái bảng thôi. Còn cái biến này là cái biến để nó kết nối xuống dưới. Cái p tên bảng này thực ra là cái biến để đi lấy cái bảng kia về để truyền vào cái biến này sau. Cho nên là cái p tên bảng này hoàn hình đang nhầm. P tên bảng bằng cái này bằng cái p tên bảng, mà cái tên bảng bằng cái nếu cái tên bảng thân rộng thì là cái lệnh SQL. Lệnh SQL ở trên hiện đại đúng không? Ừ. Thì cái lệnh SQL nếu mà p tên bảng này bằng cái này, như vậy cái này chỉ lên dư mà dư đâu mà dư, chứ cái này nó đâu có liên quan gì tới đâu đâu. Đó chứ cái lệnh truyền luôn cái tên bảng nhìn này, tôi chỉ hiểu được là từ đây đúng không, nó bằng cái p tên bảng, nhưng mà cái câu này này, cái chỗ này thì tôi hiểu này, cái chỗ này này thì tôi hiểu. Cái lệnh SQL này là chỗ nào, là cái nằm đây. Là nó bằng với cái này. Nếu như điều kiện của cái lệnh SQL này sẽ bằng cái này khác rỗng, thì nó lệnh SQL này nó sẽ bằng với cái select sao from này. Còn nếu như cái lệnh SQL này này là cái giá trị trả về, cái giá trị trả về thôi. P tên bảng này thực ra nó là một giá trị trả về nè, nó còn ở dưới đây nữa chứ. Không, đây là giá trị trả về nó nè. Chứ lấy để cho nó trả về thôi. Giá trị trả về là cái gì? Là cái kiểu dữ liệu string. Rồi xong nó biết xong thực hiện hết cái câu hàm if này thì nó biết đọc tiếp tới bộ, thì bộ đồng ghi của mình lúc này sẽ bằng với lại bộ đồng ghi lúc này của mình. Bộ đồng ghi này là nằm đâu? Nó biết bằng cái lệnh truyền vào, tức là bằng cái lệnh SQL, tức là bằng cái lệnh này, và nó sẽ kết nối, nó sẽ đưa vào cái chỗ kết nối này, tức là lúc này sẽ có bảng. Cái đó là nó thực hiện lệnh. Cái này là thực ra cái lệnh SQL lúc này của mình nó sẽ là cứ nằm trong mặt đó là nó sẽ thực hiện. Nhưng mà lúc này cái trong này nó sẽ là một cái giá trị, một cái bảng dữ liệu này. Đúng rồi. Và cái này sẽ là một cái đường dẫn kết nối thôi. Đúng rồi. Chỉ có dạy thôi, không khác gì cả. Như vậy đây lúc này nó biết đây mới là bước cuối cùng. Này. Đúng rồi. Còn mấy bước này để lòng vòng để lấy đi, thực ra mấy bước này để cái bước này để lấy cái cơ sở dữ liệu và nó lấy cái bảng ra, rồi bước này là bước cuối cùng. Thì lúc đầu tiên nó bộ đồng ghi này đầu tiên thì nó sẽ là bằng cái giá trị bằng không, xong nó sẽ truyền vào cái biến này, nó sẽ trả lại cái bộ đồng ghi như này như vậy. Mà cái bộ đồng ghi này nằm trong cái class cơ bản, class cơ sở. Học viên này sao nó lại có cái chữ bảng, đọc bảng ở chỗ đâu đó? Cái đọc bảng này nằm ở dưới đây mà. Dưới đây. Rồi như vậy tôi hiểu cái này là bộ dữ liệu hơn, nó sẽ làm được hơn. Từ từ. Rồi vậy tôi hiểu được cái này rồi. Hiểu được cái này. Giờ lại list tài chọn được rồi. Rồi vậy tôi hiểu cái đây này. Rồi cái đọc bảng này, tôi chưa được cái đọc bảng này. Đọc bảng này là sao vậy? Tôi giải thích biết đâu thì tôi được không được đọc ra. Tiếp đi. Đọc bảng á, ở thế này như mới đầu stream kết quả.
nó sẽ xuất ra, chắc chắn nó sẽ xuất ra một cái kết quả nào đúng không? Rồi nó sẽ thực đầu tiên mình sẽ báo một biết kết quả là giống này. Và sau nó sẽ xuất ra kết quả nhưng mà không biết cái gì thôi. Rồi try kết là bắt lỗi, bắt lỗi nó sẽ là đọc, nó dùng bộ đọc vi, nó sẽ đọc vi và đọc chấm field, field là đường dùng để đổ dữ liệu thôi. Đổ dữ liệu là đổ vào đâu? Đổ vào chính nó. Đổ vào chính cái bộ đọc vi này, cái mà mình ở trên ấy mình gọi ấy, nó có cái bảng nào hoặc là rồi gọi đến cái gì á thì nó gọi, ví dụ như trên bảng người dùng, người dùng thì nó đổ vào người dùng này. Thì nó đổ được gọi ở đâu thì nó đổ lên đó. Ví dụ được gọi từ bộ đọc vi lên trên kia thì lúc mà trên kia có thay đổi gì thì đổ về chính cái bộ đọc vi, về cái ảnh viết dữ liệu đó. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ bộ đọc vi tức là nó đọc dữ liệu từ cái bảng người dùng lên cơ sở, lên trên giao diện web. Mà nếu trên giao diện web có sự thay đổi gì đó thì nó lại lấy chính cái trên đó, nó đổ về chính cái bảng đó luôn, và chính cái vị trí đó luôn. Rồi sao sao rồi sao để fill deep ra fill về chính nó đúng rồi đó. Rồi sao rồi cái bộ đọc vi chấm fill chima này đây. Cái này đồ quên thiệt nha. Quên mất tiêu rồi. Lúc nào xem thì lúc nào tôi gửi lại xong. Quên mất tiêu rồi. Còn cat thì biết rồi, cái đó dễ mà. Cat là nó sao đây? Nó bắt lỗi kết quả và bắt cái lỗi rồi nó show ra. Tức là những cái nào trong đây có lỗi thì nó sẽ dùng câu này để show ra. Không, nó kiểm tra hết. Nó kiểm tra ví dụ như bản thân dữ liệu hay là nó kiểm tra, nói chung là kiểm tra câu lỗi, câu lệnh mà mình bị lỗi này, nó cũng bắt lỗi cái đó luôn. Hoặc là cái kiểu dữ liệu mà mình đã mặc định, nó ví dụ cha, ra cha hay là in, nó lỗi với nhau, nó không khớp với nhau, nó cũng bắt lỗi cái đó. Nhân bắt cái này nó bắt những cái lỗi, cái sai, cái kiểu dữ liệu gì đó nữa. Còn nếu mà nó vượt qua rồi là nó xuất ra câu bảo thế thôi. Tức là không có lỗi gì hết, đúng hết. Tức là cái kết mình được kiểm định thôi. Nó bắt lỗi thôi. Để nó kiểm tra, kiểm tra là try. Kiểm tra là nằm trong try thì là kiểm tra đúng không? Kiểm tra. Nhưng mà kết là nó show lỗi ra. Đúng rồi. Còn cái chữ family cũng nhớ. Family là gì đây? Finally. Finally là cái này nó không có chữ này. Finally tôi biết. Finally. Quên rồi, tôi không biết cái này. Nói chung là không biết. Finally là tại sao những cái, nếu mà những cái hàm nằm trong finally nghĩa là gì? Sao mình quên cái hàm finally là cái gì đó? Mới học luôn nè. Mới ghi là web code đây là xong rồi. Thôi đợi khi nào finally tôi biết tôi nói. Vậy là quay dùm cái finally với lại cái schema này nha. Tôi không biết cái finally này. Tôi finally đó mới làm gì? Nó là bắt hết các cái lỗi hay sao? Hay nó kiểm tra các cái lỗi gì ấy. Nói ra một cái kiến nguyên nhân. Nó giống như là nó giống như là không gian để bắt lỗi mà cái trigger, cái đó trigger ấy. Mà nó mình trigger là kiểm tra. Mình ghi lỗi với trigger nó sẽ có đúng điều kiện hay không? Thì phải từ nhớ muốn nói thì vậy. Thôi để bữa sau đi. Trigger sao không biết đâu. Để bữa sau đi. Để coi lại cái nhé. Rồi gì nữa? Biết cái này tới đây trên Google nó cũng có mà. Con dùng của mình học của cô chắc anh. Cô cũng giải thích gần mà. Rồi. Thực ra tuần học của cô không có, cô không có nói từng lỗi này đâu. Ví dụ như cô khai báo cái bất lịch đó ra, thì cô nói chung cái bất lịch cho cô không có. Nó từ dòng như họ có hỏi tôi đúng không? Biết rồi, bởi vậy tôi cũng bị trường hợp đó nên bởi vậy ta nó khai báo rồi hai thằng tự nhiên. Nhưng mà cái đó là tôi nghĩ nha, theo tôi nghĩ nha, tôi ngồi mình suy ra nha. Nó không phải là cô chỉ nha, cô nói là con chỉ chung chung vậy thôi. Nhưng mà bất lịch là nó có công dụng nha. Mà hỏi chung hỏi kỹ như lúc nãy là bị chửi rồi. Đúng rồi. Hỏi kỹ nha, bị chửi hả? Cái đó là cái cơ bản đó. Rồi. Cái public cập nhật này là sao ta? Một cập nhật là start, nó là khai báo một biết suy cập nhật này. Cập nhật trong là để cập nhật đây, còn cái này này, cái này là nghĩa là cái gì ta? Này không hiểu nè. Cập nhật hả? Cái đóng cập nhật. Cái đó là ghi xuống. Ghi xuống là sao? Cập nhật tức là đúng là nó cập nhật dữ liệu xuống rồi đó. Ghi xuống thì nó cũng ghi vô bảng nào, rồi nó sẽ
gọi hết mấy cái lệnh ở phía trên á, thấy quen không? Lệnh lệnh cập nhật bộ lệnh, bộ lệnh đồ đó. Cập nhật đâu có. Có bộ lệnh, bộ lệnh có kìa. Bộ lệnh trên đây là cái gì? Bộ lệnh đâu rồi? Đây đâu có bộ lệnh. Xuống ra xuống, lướt vô cái gì bộ lệnh thì nó hiện ở đâu? Xuống luôn coi. Chắc phải trên. Xuống ồ, không phải rồi. Cái bộ lệnh sao ra? Chương trình. Đây, nó bộ lệnh này đây. À, đây, bộ lệnh chính là bằng cái thằng này này. SQL command này này, nó khai báo ở đây này. Đầu tiên lấy bộ lệnh bằng rỗng. Xong thì bộ lệnh chấm command test. Chấm command test này nằm đâu? Command à, tự động nó gọi, chắc là nó gọi cho bộ lệnh này này. Cái bộ lũ chả bay đây khai báo command test này kìa. Rồi, chấm command test đây. Nói chung là coi như nó là một cú pháp đây. cái command test này là của cái SQL command, tức là cái coi như một cái dữ liệu chuỗi đi bằng mấy cái lệnh cập nhật, mà lệnh cập nhật này là một cái kiểu string, rồi cái lệnh về cái kiểu dữ liệu nữa. Style kiểu bằng cái command command style .test nữa, lại là cái lại lên là một cái chuỗi này, và đúng là biến thành một cái chuỗi này nó sẽ bằng gán cái này lại bằng cái mình này. Rồi bộ lệnh chấm connection này là kết nối, bằng cái chữ kết nối. Ủa, kết nối này bằng đâu ta? Thì kia bằng cái chữ kết nối như kia. Rồi xong nó sẽ đây là một cụm khai báo, đây là một khai báo biến. Rồi đây nó gán qua gán lại gì đây này, gán dữ liệu. Đầu tiên là bộ lệnh bằng không, xong nó bộ lệnh bằng này, thì bộ lệnh bằng này, bộ lệnh bằng này, bộ lệnh test thì là test bằng cập nhật, bộ lệnh kiểu dữ liệu được. Chỉ không được bằng này, bộ lệnh kết nối bằng cái chữ kết nối. Nè, thì trên đây là ba cái biến. Try catch à, nếu như à, cố gắng, nếu mà trong cái chữ kết nối này nè, chấm mà khi mà mở này, cậu đọc này, cố kết nối chấm open, tức là chữ kết nối mà mở khi mà dữ liệu nên khi có chữ chi dữ liệu thì nó sẽ mở dữ liệu ra, mở ra để cho đọc dữ liệu. Bộ lệnh cô nói mất tiêu đầu luôn á, nói chung học vô cơ bản là cô nói cái đó luôn á, ngồi đó đúng dữ liệu lơ gơ mơ không ghi rõ là đây chính là cái khi mà nó đọc dữ liệu thì nó sẽ mở ra đây. Thực ra đây chính là cái câu mô hình kết nối, mô hình là mô hình kết nối chính xác, một mô hình kết nối. Còn dưới đây là mô hình nắp kết nối này, mô hình kết nối thì nó sẽ đó, không phải đây chính là mô hình nắp kết nối đó, finally đó thì biết sợ finally con, đây con suy ra con nghĩ ra rồi, đây nó sẽ đọc dữ liệu thì nó sẽ đổ dữ liệu ra vào cái bộ lệnh, đổ dữ liệu vào cái bộ lệnh này. Đây nó đọc mở đầu tiên một chỗ kết nối sẽ được mở ra và xong rồi đọc cái chữ kết nối. Kết là nó sẽ, nếu mà có lỗi gì trong đây thì nó sẽ xuất ra, nếu đọc không được thì nó báo ra, mà mở không được thì cũng báo ra, tức là đổ dữ liệu xuống không được báo ra, mở dữ liệu ra để đọc không được báo ra. Rồi còn finally là nếu những cái chuỗi kết nối chấm start thì tức là trong cái form này này bằng với cái connection chấm open, tức là bằng với cái này, khi mở ra xong, khi mà sử dụng xong thì đóng nó lại, khi mà sử dụng xong thì nó đóng lại bằng với chữ open, tức là mở nó ra xong thì cái đóng lại chứ không có gì cả. Nhưng mà cái lần này là không có rồi. Thực ra tôi hiểu nó là mở nó ra xong nó phải đóng lại rồi đó. Nhưng mà nó cái family này nghĩa là có nhiệm vụ là thực thi cái lần sau cái đó. Cái câu lệnh tôi phát nói thực thi cái lần sau cùng nữa. Thực thi không phải câu lệnh open đầu tiên, nó open thì nó kiểm tra dữ liệu rồi nó đóng lại. Cái này là kiểm tra dữ liệu rồi đóng lại. Tức là nếu như cái chuỗi kết nối này đúng không, của mình này kết nối tới thì nó dữ liệu mở ra, thì cái dưới này là nếu như cái chuỗi kết nối này bằng với chuỗi kết nối chấm open này, này mở ra đúng không, mở ra xong mà khi mình thao tác xong rồi á thì lập tức nó sẽ dừng câu lệnh đóng lại cái chuỗi kết nối, lập tức nó lại đóng lại tiếp. Tức là cái này có chức năng là vừa kiểm tra coi nó thực hiện xong chưa, nếu xong rồi thì đóng lại luôn đi. Đó là sau khi kiểm tra lỗi xong rồi, sau khi thực hiện cái chức năng xong rồi thì cái đóng lại, kiểm tra xong rồi thì cái đóng lại thực hiện cái thao tác là thực hiện xong rồi thì cái đóng cái thao tác lại,
nên mô hình này gọi là mô hình ngắt kết nối. Mô hình này chính là mô hình ngắt kết nối. Cái thống kê đây là chỉ theo giáo viên đúng không? Ồ, khi nào dùng thống kê? Thì cái trường chế cái số người không có lỗi đó. Là sao? Đến số người đi tập của cái lớp mình á. Ừ. Đếm số người chỉ cần đếm và đếm đầu tiên nó, sao nó cũng giống y chang với chương gì kìa. Đúng rồi, nó cũng phải có dữ liệu chứ, nhưng mà nó không SQ numbering mà SQ scale đó. Dùng một cột một của lệnh select kìa. À, ignore skill là nhiều, là một cột như vậy. Cái kêu nông này là nhiều phải không? Kêu numbering là nhiều, toàn bộ luôn bảng. À, toàn bộ bảng luôn, và cái này là một cột một của một dòng select đó thôi, một giá trị thôi, chỉ một giá trị nhất thì dùng cái scale. Một cái này cũng chỉ giá trị đầy đủ đầu. À, đây red này, đó red, red là cái gì? Đó cái mà gọi đến ở trong cái global có red là cái gì ta? Gọi đến sao? Gọi thử rồi. Qua đây biết cái nào lấy thích có gì đâu. Như trong global đâu ra mà nó liên quan đến global, nó liên quan đến một trang web nào đó, rồi nó liên web quan đến web này. Web là skill mà có sự tính toán đó. Không, tức là có cái biểu thức toán học, có biểu thức toán này. Tức là toán thì đúng là nó cộng dồn thì nó cộng nó tăng đây này, lên. Hình như nó dùng cho cái này nè, nó tự động trừ một và cộng trừ một là nó giảm à, cộng một đây này. À, tức là có biểu thức toán học, biểu thức toán nó tự động có cộng trừ toán, có công thức tính toán dùng red đúng không? Object là một cái đối tượng giá trị. Object là khi nào là object là object là object là nó đi đôi với cái red đó. Object là một kiểu dữ liệu chung nè, object là một kiểu dữ liệu chung rồi. Thì này cũng là phương thức đọc lại thôi, này là cái phương thức đây thực ra nó là một cái sự kết nối thôi. Đây chính là một sự kết nối. Ở dưới thì nó còn giống vậy thôi, hết thì là thế là nhưng mà không phải chấm khao mà tôi không hiểu cái chấm khao đây khao. Số dòng này rồi này khi nào dùng cái chữ số dòng in số dòng ha, khi mình giờ gọi đến số dòng đó, ví dụ như bảng một cái data rất view đi. Cái data viết view là sao? Rồi cái mình muốn show dữ liệu lên nó. Rồi show bình thường. Show bình thường đi, liên quan số dạng. Show bình thường đi. Rồi bây giờ mình cho nó một cái, có một cái ví dụ cái text box ở trong cái data viết view đi. Nó show cái text box lên rồi nó có giá trị chẵn. Ví dụ show, ví dụ như cột người dùng, show cái tên người dùng lên. Show nhiều dòng lắm. Nó show nhiều dòng. Rồi bây giờ mình muốn số dòng. Ví dụ như tụi không muốn nó hiện trình tự là từ 1, từ 0 cho đến hết, mà tụi muốn nó hiện từ cái dòng 2, dòng 3 đi. Dòng 2, dòng 3 thì từng B là select lệnh điều kiện rồi cộng rồi chấm rồi cái gọi cái số dòng nó là nó sẽ đếm thâu đếm không? Đếm từ cái dòng mà mình tiếp đi theo điều kiện đó, đếm từ ngay vào cái dòng số 2 đó đếm xuống mà. Tức là cái số dòng này, tức là đếm từ cái dòng nào nè, ý muốn lấy được vị trí nào thôi nè. Không, cái đó cao xuyên lắm á, cùng cùng nghĩ chưa ra. Cái mà đếm là số dòng, là số cột, đếm chính xác ngay cái từ chỗ nào là đang nghĩ á, mà không ra. Cái số dòng nó phục vụ cho cái gì đó. Thì số dòng mà đếm thường là cô hay đếm cái số này rồi đếm cái món gì mình đếm cái gì. Số dòng tôi không hiểu cái chiêu số dòng này của cô. Cái số dòng mới là cô cũng biết, nhưng mà để chính xác mà đến từ cái dòng nào thì còn chưa nghĩ ra, thật sự chưa nghĩ ra. Còn nếu mà đến mà số dòng để ứng dụng từ mở cái trang web mà nó có số dòng á thì mình nghĩ ra họ rõ hơn á. Trang web này con mở đi, như cái đó cũng biết trang con mở đi. Cái này có không? Không biết.
Ủa cái này của ai? Cô cho đó, cô cho copy đó. À. Tôi nghĩ học mình. Rồi cái số dòng rồi. Đây là số dòng lớn hơn không này. Đấy, đâu đâu. Chấm khao này, chấm khao. Mà khi nào chấm khao tôi không biết nữa. Khi nào chấm khao hả? Ừ. Khi nó đếm á, bắt đầu đếm á. Và để nó chuẩn bị ghi vô á. Râu khao đếm số. Đếm số dòng. Đâu rồi? Nó không có. Đây quản lý bánh sách thì ta phải tìm con bánh sách nó có nha. Sách nào này? Giao diện đầu dùng chung. Để cô chẳng có login thì có không? Chấm khao này. Cũng mới học cái chấm số dòng này. Cũng mới học cái chấm số dòng này. Này số dòng này, số dòng lớn không nè. Ừ. Đây, đây. Cái đây là nó sẽ khai báo toàn bộ dòng. Nó đếm toàn bộ cái mạng nó có bao nhiêu dòng. Nó sẽ tự động đếm, nói chung là đếm số dòng thôi. Nó tìm rồi, ở đây này, ở đây bảng này đúng không? Rồi tìm được đếm. Cái đó là nó sẽ có nhiệm vụ là đếm thôi. Tức là mình khi mình lấy một cái bảng đó thì đếm có bao nhiêu dòng. Đúng rồi. Và cái này là thực thi, nếu mà nó đếm mà nó lớn hơn không, cái bảng nó có dòng, có dòng thì nó thực thi tiếp lượt. Nói chung là cái câu đó là nó thực thi là đếm thôi. Chỉ có chắc là đếm thôi. Nói chung là nó kiểm tra xem cái bảng đó nó có nó gì không? Không, có cột cái dòng gì không. Nó thực thi cho ví dụ như để coi nó thực thi cho điểm danh đi, điểm danh tạo ra cái bảng cột dòng chết vô. Bây giờ đến xem thử nó ở trong đó nó có chết không. Nếu nó chết thì nó là ra là sao? Thì nó chạy tiếp còn lại nhớ. Còn nếu nó không chết thì là ngắt. Thì nó không, nó đúng rồi, nó không chết thì nó chạy eo ngược lại ở dưới đây vậy thôi. Rồi mình check và nó cùng ví dụ nha. Check là số 1. Không sao, mình đi xong rồi. Check là số 1, còn nếu không check là số 0. Không, nó nhiều cách đến lắm. Chữ nè, số nè, giá trị true false nè. Rồi là có khi á, không có giá trị gì nó vẫn đến. Nhưng mà nếu mình check và nó là số 1, còn nếu không check là số 0 không? Tại vì check và nó biết lên mình nếu không check là thôi, nó không. Không. Cái ví dụ như nó có đi, nó có dòng, có nó có nhiều thứ lắm. Ví dụ như cái bảng mà nó không có một cái ô nào cộng hết, nó không có một cái text box hay nó cái text box hay là một cái dữ liệu nào đó tổng hết á, thì nó ngưng, nó chạy xuống dưới. Nó có cái bảng nhưng mà nó không có dữ liệu. Còn một loại đó là nó có bảng, nó có cái phương tiện là ví dụ text box hay text box gì đó tổng. Cái thứ hai, cái thứ ba là nó có cái chất bắt ở trọng nhưng mà nó có được đánh dấu nữa hay là nó được ghi gì trong đó nữa. Là cái thứ ba nữa. Đấy là nó đến nhiều dạng nhưng mà nó đến chủ yếu là nó dùng để nó đến là cái bản cái data list view đó hoặc là cái list view gì đó nó có cái dòng cái cột này trong đó thôi. Đó. Nó có chức năng là đến thôi. Nhưng mà làm sao được mình nhìn một cái cốt tác đơn giản này làm sao biết nó là đến, là mình có thấy nó còn chỉ return chấm account đúng là account đến. Đếm, sao mà đếm rồi đó. Đấy là ghép, tức là đọc. Khi đọc dữ liệu lên đúng không? Đúng rồi, cái đây get ở đâu ha. Return nó sẽ chạy cái mà mình gọi đó. Ví dụ như data report, mình gọi đến data report thì nó sẽ chạy cái data report. Và tích đó chấm default view có nghĩa là nhìn xem cái bản mặc định của nó chưa có dữ liệu hay là chạy lên lần đầu tiên gì đó. Là default view chạy lên lần đầu tiên đúng không? Mà chưa chỉnh sửa gì hết, nó chạy lên lần đầu tiên sẽ đếm đó, đúng không? Coi là có dữ liệu hay không ha? Đúng rồi. Khao nó không đếm. Phải là có dữ liệu hay không, mà nó là chỉ đếm thôi. Nó khao nó đếm mà. Nhưng mà bây giờ tôi ví dụ tôi tính tổng cho tôi ra sum thì sao ta? Nó không được đâu, sum thôi. Sum không được đâu, nó có sum. Vì sao vậy? Không được, nó có tác dụng đếm thôi. Chứ toán tử là nó không có đâu. Đếm nè. Như vậy là cái hàm này là hàm chuỗi à? Cái đó. Đó. Hàm lấy chuỗi, nếu mà khao không thì... Ta chưa hủy cô cái này, chúng ta phải hủy cô.
Nếu mà khao không cái ví dụ khao hầm lép hầm ra thì sao? Không được. Không được đâu. Chứ tại sao anh đây có hầm khao vậy? Mà sao lại có mình hầm khao chấm thôi, tự chấm đủ thứ rồi, nó không có hầm khao hầm khác, tự chấm đủ chấm lép thôi. Là phải không được đâu. Nếu nó có là nó lên từ đầu rồi. Sao nó lại kỳ vô lý như này, có mình chỉ thấy không không chứ. Đó. Tôi biết rồi, mà tôi nghĩ nếu bây giờ cái tôi ghi chấm khao thì tôi biết là hầm đếm. Cái bây giờ tôi không ghi chữ khao, tôi ghi hầm sum cái đếm sum. Nhưng mà tôi ý tôi muốn hỏi làm sao nó được có mình hầm khao, nó còn hầm khác nữa không? Tại vì hồi giờ tôi biết nó đếm không à. Còn nếu mà muốn sum hay là nó tính cái tính toán có gì là cần phải khai báo một cái riêng. Khai báo sao? Cần khai báo ở bên lớp cơ sở là in nó rồi A B rồi ví dụ đặt nó cộng rồi sau đó ra qua bên trang web của mình là cho gọi cái cộng nó lại là nó sẽ dán cho nó cái A bằng mặt cái gì đó nhưng mà nó phải cùng có thể cùng kiểu gì ví dụ kiểu gì hết cũng được đó. Nhưng mà mình chỉ tính ở trên đây chứ đâu tính cơ sở dữ liệu đâu. Ví dụ cơ sở dữ liệu của tôi có một cột là điểm lần 1 đúng không? Với một cái điểm lần 2. Hoặc tôi muốn lấy điểm lần 1 cộng điểm lần 2. Tính được không? Không biết nữa. Tôi không hiểu làm sao được nhanh hơn giờ. Cứ đơn giản là khao thì đếm số dòng đi. Và đếm tại cái số dòng đó luôn. Đúng không? Tại đi. Đếm tại cái dòng đó luôn. Đếm tại cái vị trí đó. Đọc lên lần đầu tiên và đếm tại vị trí đó. Rồi. Tức là khao, tức là khi mà nó đọc dữ liệu lên này. Mà cái chữ dựa dữ liệu đó lại phải là đọc cái dữ liệu rồi dưới đó lên. Được chưa? Tại cái dòng vị trí đầu tiên đó. Phải đếm đọc cái dữ liệu này. Tại cái bảng đó. Đọc cái dữ liệu từ cái đến. Đọc cái nên mà đọc cái dữ liệu từ bảng hay từ dòng này. Đọc dữ liệu tại cái dòng thì đầu tiên view là nó cứ nó show lên là đọc. Nó đếm thôi. Đếm phải đếm toàn bảng thôi nè. Đếm tất cả các cái dòng trong bảng đó. Đúng rồi. Kiểm tra coi nó có hay không. Bắt đầu đến thôi. Tại cái bảng đó luôn thôi. Rồi default là mặc định đó. Mặc định cái lần đầu tiên show lên luôn. Là anh đếm hết. Tụi nào có tụi nghĩ tụi đón đón. Xong đó rồi nó mới chuyển cái này thành mình cái chuyển in vậy thôi. Khi nó đếm xong được nó ra một cái giá trị thì nó sẽ chuyển cái giá trị số đó bằng kiểu in này. Nó sẽ chuyển ra kiểu in là kiểu số. Nó chỉ có vậy thôi ha. Còn gì nữa mà hết rồi. Quan trọng nhất là cái chỗ quái quỷ này đây, còn cái bên trong là chỉ select somewhere thôi. Đó cái bên trong cái gì. Này nghiên cứu rồi. Này. Cậu nghiên cứu hết cái bảo mật này chứ? Bảo tài, cái bảo mật là bảo tài. Tôi không hiểu. Còn cái chỗ này làm là làm vậy thôi chứ làm theo vậy thôi chứ không hiểu. Tôi nghĩ cái chỗ này còn cái chỗ này này một cái thực ra cái đếm số người truy cập này thì như là mình đếm hết trên global còn đâu nữa chứ đâu khai báo gì mà đâu khai báo mở cái class gì của nó nè xong cái nhận được cloud global này. Ồ, cái này thì chưa có làm luôn á chạy bộ quan cái này thì chưa có làm kiểu vậy làm thêm quá à, nhưng mà còn cái chỗ số dòng lớn không là là chết đếm luôn rồi đó. Nhưng cái chỗ chấm khao này nó thực thi kìa. Thay vì mình nếu như vậy thì cũng mất công quá. Như vậy thì mình thay vì chấm này mình chấm khao đi coi sao. Thử đi. Cũng được. Còn sao không cứ chấm khao này. Hả? Nó đâu chấm rồi. Bởi vậy. Bởi vậy có bên kia. À như vậy là nó không thì nó sẽ chấm khao hay đó. Rồi nó không cho nên mình biết thay báo bên kia được không? Thay báo bên kia mình gọi chỗ nào? Thay báo bên kia thì nó còn default view còn ở bên đây đâu có đâu đúng không? Rồi cái này cũng tương tự rồi tôi hiểu rồi. Như vậy mình khai báo ra là do nó không được dùng nên mình phải dùng rồi mình phải dùng cái cách này nên cô mới chế một cái cách xem này. Rồi gì nữa không? Gì nữa? Nóng lòng cũng về lắm rồi. Đang đói phải không? Vừa giờ mình chưa ra đó. Biết rồi. Tôi cũng chưa ăn.
Ở nhà nấu cơm ăn hay sao? Cơm. Tại sao không ăn? Tại lúc giờ đang bận rồi đó. Ăn đi chứ, cùng mà đói còn bới cơm nên là cùng ngồi là bên cơm là ngồi nhìn nó là ngồi ăn. Mẹ, mẹ tám là cái quái gì đây? Không biết. Bộ tám là ở đâu vậy? Tôi không biết. Cái này còn mới nhìn thấy. Cái này cô chua nè. Không biết cái trang web là mình chưa có đọc. Cô chua tôi không biết. Trang web tôi đọc chưa hết. Lấy đâu đọc không ta. Cái này cô chua. Ủa mà Toán cũng viết theo mấy cái này mà sao khỏi tùy ấy. Ủa Toán cũng viết hồi từ đầu năm tới giờ. Mà sao khỏi tùy ấy. Tại thực ra nó không phải tôi viết. Mà tôi biết rồi, tôi cụ đại có cái gì mới. À, mấy thời gian cũng vậy. Thì cũng vậy ha, nó cũng đáng mạnh cũng vậy. Từ thì nhớ Tùng nói kia vẫn. Đúng rồi, Tùng chỉ có viết theo rồi, chứ Tùng có... Tùng là... Không có khi mình nói cái gì đâu, tôi thấy cũng bình thường, tại mình ấy là mình trao đổi với nhau. Thì Tùng biết rồi, chỉ có biết theo thôi. Chứ nếu mà để hỏi ra nên Tùng phải ngồi suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ thì... Nếu mà cũng ra thì người Tùng nói cũng có ý đúng, nhưng mà cũng có nhiều thôi. Tùng nói chung là nghĩ á, thì để Tùng nghĩ chắc nghĩ ra. Nhưng mà hỏi tự nhiên hỏi em các cái sao nghĩ được. Bởi vậy nên lúc nãy tôi thấy Tùng nghĩ như cậu không có nói, cậu nói lần lần không hiểu gì cả. Xong đó là hai người cùng trao đổi thì nó ra, đúng không? Bởi vậy tôi muốn là cả hai người cùng trao đổi đi. Không, nhưng mình trao đổi lại cũng được, nó nhớ không? Coi như là mình đã ôn lại chúng trước như là một mình đang gặp thầy tắm biển đấy, thấy không? Nhiều lúc á, Tùng kêu làm thầy giáo, cô giáo chỉ mấy em ở nhà để nhớ lại không? mình chỉ nó, mà nó không hiểu nha, đúng không? Bây giờ mới nghĩ Tùng có một cái khuyết điểm lớn á, là Tùng hiểu hết nha. Một vấn đề đó, cho Tùng hiểu hết đi, chứ Tùng nắm chắc không bà là hiểu hết rồi. Mình để diễn đạt thành bà nghe, bà hiểu hết, khó Tùng diễn đạt cũng có được. Cái cách diễn đạt mình diễn được. Thế tao có, lại dạy thôi. Chỉ có soạn ra mà Tùng còn diễn nghĩa rồi, phải nói như thế, rồi là Tùng nói được. Mà để mà Tùng tự diễn đạt một cách bực suốt để diễn đạt. Là cách khắc phục cái chứ không là tôi biết được cô khắc phục cái đó chứ không là trình lên phản biện cái trình lên cái gì bảo vệ nói là luôn tôi không biết cái cô biết cô tôi biết cách khác tôi biết cách khác nó nhanh hơn nhiều nó dễ mà mỗi lần tôi thay đổi điểm là rất nhanh biết theo cái mô hình gì tôi dùng liên quy liên à liên quy à còn nghe nói cái liên quy á là cái dữ liệu mới đúng không mà y chang chang hát gì vậy cái hát nào cũng dùng clip quy rồi nhưng mà câu cú pháp lại khác cố gắng nói chung là nó cái thằng này này có như thế nào thằng đó có y như vậy tức là hai thằng thực ra nếu tôi không xài liên quy dùng cái này cũng vẫn được mà tôi không dùng cái này tôi dùng liên quy cũng vẫn được nhưng mà nó khác nhau bởi cái chỗ bên trong có bên trong này khác nhau cho nên tôi dùng cái liên quy tôi dùng cái này đó cái này còn cái khai báo nó dài dòng cái này liên quy đơn giản liên quy cứ có khai báo một ai là cái gọi đến gọi viết luôn gọi em ra là tôi gọi viết luôn đúng rồi cứ viết một cái viết dài ơi là dài luôn rồi tôi qua để viết gì vậy qua bên kia cứ gọi đến đó gọi đến đó gọi đó mà tôi cần viết có ba dòng chứ còn lấy thì nào gọi ở đây gọi liên quy là nó khai báo một cái mảng dữ liệu cái đó là thể hiện cho show thôi ví dụ như show dữ liệu ra nghiên dữ liệu xuống show dữ liệu chứ mà ví dụ như cậu kiểm tra này mà kiểm tra thì lại dùng cái cú pháp ngàn nữa dùng hết từ SQL SQL kiểm tra hết toàn bộ thì nói chung đó là dành cho những người mà sành nói chung không, là nắm trong đó. Tay về SQL thôi còn nếu mà để cho những ví dụ như có nhiều cái lệnh á mình dùng cái SQL đúng không kiểm tra đúng không còn có nhiều lệnh á mình chỉ viết code mình kiểm tra không phải viết cái SQL thì nó làm cái gì tôi biết nó xử lý được không là sao nó lại không ví dụ nha ở trong trigger buộc phải là kiểm tra trigger mới ra còn nếu mà không, kiểm tra dùng rocd cũng vẫn ra không nếu mà vẫn viết bên code rocd ấy nó vẫn ra nhưng mà viết nó dài và nó cực thay vì viết bên trigger con đoạn thì viết qua bên code nó xử lý rất là dài đúng không dài dài ví dụ đi code nó dài đó thì bên link queue nó xử lý được không nói chung là link queue thì nó nếu mà nắm chắc được SQL rồi nếu mà nắm chắc SQL rồi thì không cần xài thì sử dụng hết toàn bộ SQL hết link còn kết phần mềm chỉ biết năng xô dữ liệu lấy dữ liệu lên dữ liệu xuống ở đâu không với là biết chuẩn cập nhật những cái gì đó tính toán các thứ làm hết SQL vậy
Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ á, thấy SQL là mạnh nhất nha. Nói chung là kiểm tra hay cái gì kiểm tra ngay cả trên cái bảng của trên web của mình là nó cũng được SQL được hết. Nhưng mà cô chỉ á, tôi nghĩ kiểm tra để là SQL không là cái gì đâu. Không, SQL không phải là SQL không là cái gì, nhưng mà SQL á là thay vì viết bên code nó dài thì qua bên SQL. Còn nếu mà nói chung là tùy cơ ứng biến ấy, cứ bên nào ngắn mà dễ gọn dễ hiểu chút là qua cho biết, kiểm tra bên nào được thì cứ bên này xử lý được, bên này cũng xử lý được, nhưng mà bên này xử lý ít chữ hơn, bên này nhiều chữ hơn, bên này xử lý ít chữ hơn. Vậy hả? Ừ, tôi nghĩ vậy. Thật ra tôi, bây giờ tôi học là tôi không biết, theo bạn thì tôi không biết, cho tôi hiểu. Nếu như tôi hiểu là đương nhiên hết là một bên, còn bên này là chỉ có giao diện thôi, với lại có bình thường thôi. Còn bên đây là kiểm tra hay là nó tôi show hay là nó làm cái này bên liên kêu bên SQL. Ủa mà liên kêu á nó cũng biết bên SQL luôn mà không phải SQL luôn. Nhưng mà tôi hỏi là làm sao bạn lấy cơ sở này mà đánh giá được là linh động này linh động kia đi, bạn có cơ sở này tại sao nó lại có cơ sở linh động? Tùng không có cơ sở đâu á, Tùng nghĩ vậy thôi, nghĩ là cái như là nó linh động nó sự có sơ đã nó đã có thật đã để có một cái này nó thì mình nghĩ vậy thôi, tại code cô chỉ cũng vậy mà. Tại cô chỉ cô chỉ vậy nha. Của chị em dùng cái lệnh ví dụ cái lệnh kiểm tra mà nhập vô nhập ra hay là nhập vô mà nó trùng á thì sao cô kêu ở thì cái này á thì viết bên ấy cô thường nói câu thấy quen viết bên process bên viết code á thì nó dài dằng lắm, nó mỏng lắm. Nên thôi mình biết bên nào mình viết bên đó là biết bên trigger còn biết bên trigger, còn ví dụ như em mà em biết bên project này thì em biết bên nó vẫn được. Nên cô nói vậy nên tôi cũng nghĩ vậy. Cô cũng lúc đa thực ra lúc đầu tôi học tôi không giống như bạn đâu, hoặc là cái lúc các bạn nói gấp quá thì cô nói vậy, thực ra nó có cái lý do khác nhau. Thì không, tôi nghĩ cô như này, tại vì cô biết á thì cô chỉ, cô không biết, nói chung là cô biết chắc chắn thì cô chỉ mình, còn cô không biết thì cô không có chỉ. Cô nói nó không được luôn, để mình khỏi hỏi chứ không phải là cô không biết. Nếu như mình hỏi á thì cô mới không nghiên cứu, thì tâm lý thầy cô mà trời ơi học sinh nó hỏi thôi, mình nó không biết chứ nó ngại quê đó. Quê chứ hả, người ra đường mà gặp nó thầy cô cũng bực chứ, mấy người học sinh hỏi mà mình không biết, thầy là thầy mà mày không biết. À đúng rồi, quê đó, quê đó. Thôi mà cái này thì nhân mấy người mình nói là tôi biết chia sẻ, thời gian tôi thấy bạn chia sẻ cũng đúng rồi. Đúng mà thì tại vì không biết đúng cái gì, tức là bạn cởi mở thì tôi chia sẻ này, nhưng nếu không tôi bạn được, nếu như lúc nãy bạn mà giấu tôi không có chia sẻ đâu. Thực ra nói như này tôi biết chia sẻ bạn, thực ra lúc đầu tôi học thì nó cũng giống như của bạn đó, tôi thấy biết cú xùa, tôi biết lúc để lên SQL biết, lúc để lại biết bên cái Visual Studio mà biết. Bây giờ tôi hiểu được là khi nào viết bên Visual, khi nào dùng SQL, mà cái nào là cái nền, cái nào là chỉ là một cái ngọn ở trên. Bạn có hiểu cái này? Bây giờ bạn đang cần xử lý dữ liệu đúng không? Thì phải bạn xử lý dữ liệu nằm bên dưới SQL không? Nhưng mà nếu như bây giờ tôi đang, tại vì tôi đang dùng cái SQL để tôi chứa dữ liệu thì tôi mới phụ thuộc vào cái SQL thôi. Còn cái quan trọng là dữ liệu của tôi là lên xuống thì phải cần dữ liệu không? Thôi từ từ, mình thấy khó khăn, tôi thấy đơn giản rồi. Thì lên xuống thì còn có dữ liệu chưa? Tôi thấy đơn giản rồi. Về thấy đơn giản thôi nhé, cái khó khăn nãy tôi đang nghĩ thích sâu đó, nên bạn để đối dữ liệu như này, tức là khi mà bạn thấy tôi lấy bên nhé, bây giờ bạn đang sử dụng là cơ sở dữ liệu là SQL Server đúng không? Thì SQL Server này bạn dùng hoặc là cái asset của bạn dùng cái chức năng này nó chỉ chức năng là show dữ liệu lên thôi, chứ không có gì hết. Nếu mà tôi không dùng cái này tôi show dữ liệu, tôi dùng cái khác tôi show dữ liệu vẫn được. Mà tôi vẫn lấy cái data từ SQL, tôi đâu cần dùng cái SQL này, tôi dùng Visual Studio vẫn được đúng không? Tôi đâu còn dùng Visual Studio này đâu, tôi vẫn dùng Visual Studio thì vẫn được, xôn được, thấy chưa? Như vậy có phải là thực ra cái phần mềm này thực ra tôi không cần làm, tôi vẫn xôn dữ liệu lên, tôi vẫn tính toán được đúng không? Còn bây giờ tính toán được thì bạn nhìn này, nếu như bây giờ cái thằng này lấy dữ liệu lên mà không có dữ liệu thì lấy cái gì mà tính toán như đây? Không không, anh xin lỗi, tại vì anh không nghe.
Vậy bạn về siêu đấy nhé. Người có gì nếu mà làm được thì hôm nào mình trao đổi nó xong. Hôm nào nếu trao đổi cái phần kết nối mà.